Việt Nam 18/4222.02.2018, cập nhật 18/4422.02.2018, rút ngắn ngày 22/2. Hội đồng quản trị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank đã họp thống nhất hoàn trả khoảng 245 tỷ đồng cho khách hàng. C.T.B đã gửi tiết kiệm tại đây. Một nguồn tin cho biết trước đó ông Lê Nguyên Hưng, nguyên phó giám đốc Eximbank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã tranh thủ sự tin tưởng của bà C.T.B, một khách hàng thân thiết của Eximbank, ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm cùng nhân viên của Eximbank đến nhà riêng của bà Bi để trình bày những khoản đã tất toán dựa theo kỳ hạn gửi của bà Bi. Thế nhưng trên thực tế, ông Lê Nguyên Hưng đã làm giả văn bản người được ủy quyền để rút tiền từ tài khoản của bà Bi. Cách làm này đã giúp ông Hưng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng C.T.B. Đầu năm 2017, nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà Bi tiến hành đối chiếu số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện khoảng 245 tỷ đồng trong nhiều tài khoản đã bốc hơi. Bà Bi đã đến làm việc với Tổng Giám đốc Eximbank và trình báo với Cơ quan Cảnh sát Điều tra phía Nam C44B Bộ Công an. Đầu tháng 2, 2018, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Chiều 22/2, ông Lê Văn Quyết, thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Eximbank, xác nhận vụ việc trên là có thật. Eximbank đã khởi kiện ông Lê Nguyên Hưng và SQT Eximbank đã ban hành nghị quyết cam kết hoàn trả tiền cho bà Bi. Sau khi có phán quyết của tòa án, ông Quyết nhấn mạnh, một nguồn tin cho biết thêm ông Lê Nguyên Hưng đã bỏ trốn. Nguồn NLD.